Vào khoảng 15 giờ chiều ngày 17 tháng 4, trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, xe khách dừng nằm 83B00520 do tài xế Vương Tấn Căng, 54 tuổi, điều khiển. Khi lưu thông đến địa phận huyện Thủ Thừa, Long An, thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy. Phát hiện xe cháy, tài xế cho xe vào làn đường khẩn cấp để 18 hành khách trên xe thoát xuống an toàn. Tôi dòm kiến, tôi thấy nó bốc khói, minh hồng. Dạ sao nữa? Thì tôi mới tấp vô thì tôi mới lấy bình chữa lửa trên xe, mà bình chữa lửa trên xe nó còn ít quá, bốc nó một cái rồi nó một cái nó thà rồi nó hết bình, cái mấy người trên xe khách lại thấy là mới đưa cho tôi cái kia nữa, tôi bóp cái nó cũng hết nữa, vừa lên khói chưa bốc cháy là tôi mấy hành khách bước xuống dọn đồ này kia, đồ hành khách lấy xuống không còn mới lấy cho chưa hết, cũng còn một mớ là khách của đồ của khách nó chưa hết. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn của Long An đã nhanh chóng điều xe chữa cháy đến hiện trường hỗ trợ dập lửa. Sau khoảng gần 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn, chiếc xe bị cháy rụi trơ khung. Ăn đường tả giờ đem bánh về cho